Cái độc nghệ này nè, cuốn gỏi cuốn thịt luộc tai heo ta nói ăn ngon số dách luôn nha mấy bà. Mà hỏi thiệt nha, khi mà ăn gỏi cuốn á, thường mấy bà sẽ chấm với nước mắm chua ngọt hay là mắm nêm vậy? Còn tôi nha, không hiểu sao cứ mỗi lần mà khui cái chai nước mắm nêm pha sẵn của làng chài xưa á, là cứ phải nghĩ ngay tới cái món gì đó để chấm với nó liền luôn á. Mà mấy bà biết không, cứ nghĩ tới nghĩ lui á, thì tôi vẫn thấy là mình chan với bún thịt luộc hoặc là mình chấm với là gỏi cuốn á, vẫn là ngon nhất nè. Nói thiệt á, cái loại mắm nêm này á, mới đầu là tính mua về để ăn thử rồi sao thôi, chứ tại thấy ha, ai ăn cũng khen quá chừng à. Vậy mà nó lại dính tới giờ luôn mấy bà, cứ hết là lại mua tiếp á. Như lần này á, tôi quất luôn combo 3 chai cho nó lợi nè, tại mua lận chai á, ăn quay qua quay lại cái hết trơn à. Được cái á, cái mắm nêm pha sẵn của làng chài xưa này nè, mình ăn á không có cần phải nêm nếm thêm bất kỳ gia vị nào nữa luôn á, mua về cứ vậy mà rót ra ăn thôi hả. Tôi thấy nó rất là tiện mà cái vị nó vừa vặn chứ không có quá mặn. Ai mà thích nồng vị tỏi và nhiều vị cay thì có thể thêm tỏi ớt vào cũng được nha, còn không thì để vậy ăn cũng ngon rồi. Thêm nữa là ăn cái mắm nêm pha sẵn này từ trước giờ tôi để ý nha, cảm giác khi mà ăn xong á, nó không có vị tanh tanh miệng khó chịu như là những cái loại mà tôi từng ăn đâu. Với lại nha, cái loại mắm nêm pha sẵn này nè, được đựng trong chai thủy tinh á, rất là sạch sẽ luôn. Tôi mua combo 3 chai á, chỉ có hơn 100 cành chút xíu à. Thật sự vừa khui cái nắp ra thôi là mấy bà sẽ cảm thấy cái mùi thơm của mắm nó sọc lên mũi rất là ngon luôn. Tính ra cái mắm nêm này nó cũng dễ ăn, chấm gỏi cuốn, thịt luộc, cá chiên, cá hấp, chan bún hoặc là chấm rau sống ăn với cơm thôi cũng ngon nữa. Vậy đó, nên nhà bà nào mà hay ăn mắm á, đặc biệt là mắm nêm á, thì nhất định phải thử cái mắm nêm này một lần đi nè.